Huấn luyện viên Huy Hoàng, Sông Lam Nghệ An đang bị áp lực về tâm lý. Sông Lam Nghệ An đã để cho câu lạc bộ Đà Nẵng cầm hòa trên sân Vinh ở vòng 16 vô lịch 2022 vào tối 13 tháng 9. Khiến đội bóng xứ Nghệ bị bỏ lại khá xa trong cuộc đua top 3, chơi áp đảo, nhưng hàng phòng ngự của Sông Lam Nghệ An đã để lộ ra nhiều lỗ hổng chết người và bị thủng lưới hai bàn. Chia điểm trước câu lạc bộ Đà Nẵng ngay trên sân Vinh. Huấn luyện viên Nguyễn Huy Hoàng cho rằng dù lợi thế sân nhà. Nhưng trận này các học trò của ông vẫn chưa thoát được áp lực tâm lý từ các trận thua trước. Phẩy chấm, hàng phòng ngự chơi chưa tốt do đang bị áp lực tâm lý. Nhiệm vụ của tôi là sẽ phải thiết kế lại hàng phòng ngự và giải tỏa tâm lý cho các cầu thủ. Huấn luyện viên trưởng của câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An nói về công tác trọng tài trong trận đấu này khi Quế Ngọc Hải bị thẻ đỏ trực tiếp và pha ghi bàn 2, một cho câu lạc bộ Đà Nẵng được cho là đã ở thế bị việt vị. Huấn luyện viên Nguyễn Huy Hoàng cho biết ông chưa thể đánh giá được đúng sai và sẽ xem lại băng ghi hình. Mục tiêu vô địch mùa giải và kể cả lọt top 3 đang trở nên rất khó khăn cho Sông Lam Nghệ An và huấn luyện viên Nguyễn Huy Hoàng cho rằng trước mắt Sông Lam Nghệ An sẽ phải phấn đấu từng trận một, trong khi đó, huấn luyện viên Phan Thanh Hùng nói ông hài lòng với các học trò của mình. Lợi thế sân nhà nên Sông Lam Nghệ An đã chơi áp đảo. Chúng tôi đã hai lần dẫn trước nhưng rất tiếc câu lạc bộ Đà Nẵng đã không giữ được Ông Hùng nói, cảm ơn các bạn đã theo dõi tin tức bóng đá 24 giờ New, đừng quên đăng ký kênh và bấm chuông để nhận thông tin mới nhất nhé các bạn.